Alright. Chào mừng các bạn tới với video những khẩu súng bá nhất. Thôi ông chủ quán ơi, bán cho vài cái súng để quay video ấy. À, má em không có tiền rồi. Giờ sao? Vậy em có mấy trái bơm này ăn đỡ đi. Đấy, mấy trái bơm này ăn đỡ đi. Đúng rồi. Mình sẽ đuổi ông này đi. Chủ quán cút giùm em cái. Đúng rồi. Mình Trời. Bạn có thấy tiền mình tăng lên không bạn? Đấy là ông chủ quán ông đi, ông để lại tiền á. Mình hễ mình lấy á là không những mà không mất tiền mà còn cộng thêm tiền nữa. Shotgun. Đây. Nó càng mua thịt xô. Chết mẹ xô. 500 xô. Không, giờ mình ra mình test thử cây súng thục trước các bạn. Đâu rồi? Không biết qua công viên có ai không? Có thể không? Vô lý nha. Chạy. Mày vô lý. Hơi vô lý nha bạn. Không biết bắn nổ xe được không nha bạn. Bắn mày. Mày sao? Ủa sao chạy lên gì cũng hay phết nha bạn. Để tin luôn. Sao trọng cái mông này vậy? Hả? Bắn thử thôi nha bạn. Bắn xe không biết nổ không. Mày. Rồi. Như nó không xe vậy bạn ơi. Không biết làm sao để xe nổ nhưng mà thật chật. Xe trong đây nó không nổ được nha các bạn. Xe trong đây nó sao á. Ơi nổ luôn. Lỗi mình. Sao dám tính tiền em đúng không? Không cho em tiền nữa đúng không? AK thì mấy bạn có thể mua. Chỉ có 500 đô thôi. Hoặc là coi quảng cáo cũng được, cũng khá ổn. AK cũng là cái khẩu súng nào là được vãi. Được vãi bắn xa nè. Được cái bắn xa. Quá dữ. Khá là ngầu. Bắn vô cái gì nha. Trời mấy này láo lắm nha bạn. Có súng mà mình bắn nó mà đó nó tới. Ý trời. Thôi ơi. Không hiểu luôn á. Sau khi mà mua thêm nhiều đạn nữa là quyết định. Trời mình sẽ làm thủng bố. Cướp. Củng bố trong đu thép vua. Đẹp. Chạy xe không xin phép. Bắn cho nổ nha bạn. Chiếc này sắp nổ nè bạn. Chạy đâu con trai. Chạy nhanh thế nha. Sắp nổ. Nổ. Như nó thoát ra đúng không bạn? Đúng. Yes, yes, yes. Thằng này láo nè. Chết luôn. Ok. Ôi chạy xe kìa. Xanh á. Chạy xe thấy láo không? Ôi, hình như mình bắn nổ lớp được đấy. Nó tung chết gì đó bạn ơi. À mình có nhắm nữa mà quên. Mình quên mày. Nope. Cây súng này khó nhắm thế nha. Sẽ kiếm một cây súng khác. Pistol là cây súng rẻ nhất mà bạn có thể mua một trong một cửa hàng. Còn đây là Uzi. Pistol cũng khá là ổn. Bắn cũng khá là giật. Là bắn xa được nha bạn. Không, như mình nghĩ không bắn xa được đâu bạn ơi. Đây. Tiền không? Mấy mày chúng mày biết đưa tiền là gì không hả? Hả? Chúng mày biết đưa tiền là gì không? Nó đứng nhảy múa thế nhờ. Đưa tiền. Ôi cái súng này khá là cùi luôn nha các bạn. Trời. Bắn chết thằng đó cái đó. Mày một y to gì đây. Cái thằng kia nó nhảy múa mày chạy dữ vậy. Trời bắn không trúng luôn á. Trời. May ra là slow motion thì còn bắn. Ngay chân. Oh shit. Mày, yes. Chúng rồi. Lambo, úi, mẹ mi. Súng nhiều tiền thì mấy bạn có thể mấy bạn làm biến. Có thể mấy bạn làm biến, mấy bạn cày tiền, mấy bạn mua.
Nhưng mà yên tâm, có mình ở đây đây. Trời nữa hả? Muốn thế nào, muốn thế nào. Chưa thấy, ấy trời. Trời ơi. Ừ, hên quá. Trời, có nó quẹo các bạn. Shit. Này không biết, chắc này bố láo thế nhờ. Bố láo, rồi cho chết. Uzi hả? Mình test cái này trước. Mua thêm ít đạn. Mình đi giật thế nha. Lambo nè các bạn, chiếc Lambo cũng được. Này one shot one kill nha, bắn vô người. Không, hình như hay. Ủa gì vậy? Sao đứng im vậy? Hai cái bạn, hai cái. Ú, một viên u. Đúng là nhà của mình. À, sẵn tiện mình cái này ngon nha, như John Wood vậy. Mua hai cái chỗ để nhà xe. Bạn mấy bạn mua để chỗ để nhà xe cho hai đời để mình mua giùm nãy. Ngon chưa? Thêm chỗ nè. Ê, ngon chưa? Mua nhà mà bạn kho không tốn tiền mà cộng thêm tiền nó phướng sướng. Mày chưa kịp tới đánh tao nữa hả mày? Xạo hả mày? Đâu này, nhắm thử vô cái đầu nó coi. Ê, mày chạy dữ vậy? Phùm phùm. Chạy nó cúi đầu khó nhắm đầu các bạn ơi. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop never die hả mày? Ơi, em không chơi cảnh sát đâu nha. Ok, súng này khá là mạnh luôn nha bạn, bắn là nổ á. Đấy, ngon chưa? Rồi, để mình qua mình kiếm cái xe mới mà nãy giờ mình không có xe á bạn. So đấy. Gì? Đú. Cho. Đú. Mấy này đúng là mấy này cướp mấy cái súng này đúng là mấy này hay lựa mấy cái súng mà để nó cướp mà bạn. Nè coi nè bạn. Chỉ cần ba thằng cảnh sát nó bước vô cái cửa. Ôi, nó không biết sợ chứ bạn. Headshot. Đây, để mình lấy cái xe gọi là để dành cho mấy thằng cướp nè các bạn. Nói, dành cho mấy thằng cướp mấy người giữ nè, nói. Mình nhìn đúng không? Là để dành đi cướp ngân hàng đồ các thứ các kiểu. Nó sẽ cập nhật có ngân hàng sớm thôi nha các bạn. Bạn cứ yên tâm. Đây, cất vô. Ổn không? Không được lăn ra, ok. Rồi. Xe lớp. Tối nữa bạn, buổi tối cướp là ngon luôn. Ui. Không có xe xịn là đi cho lẹ đi, mệt quá. Xe tung tao à. Chiếc này nó bị lủng lớp bạn. Lái. Ê, quẹo khó vậy. Cứ ra bấm điện thoại thấy ghét rồi. Ôi, súng này yếu vậy. Xe đạn nhanh mà yếu. Kiếm cái ông già làng. Làng bắn chết. Làm chùm bạn, làm chùm khu phố mà. Cửa nhẹ coi. Hôm nay hình như có tiền, hình như mà đi vô một lần rồi. 26 đồng. Tiền mà ông vứt vậy đó là bạn. Cây cứu không? Úi dồi. Nó lẹ vậy. Mỗi mấy này nó cũng hổ báo lắm bạn. Ôi. Nhô. Trời, súng bắn đúng nhanh, đúng phê luôn á. Mà đam thì không được bao nhiêu hết nha các bạn. Rồi, mình sẽ qua cây cuối cùng nha các bạn. Badabatit. Cây cuối cùng là có tên là Awful Sobler. Là cây mắc nhất hả ta? Đồ cây này xả cũng nhanh nữa các bạn. Rồi, khỏi xe nhanh. Get off the car. Holy shit. Trời. Rơi trên đầu vậy xuống mà chưa chết luôn nha các bạn. Cái này xả súng siêu nhanh luôn á. Đi đường có trực tự. Trời, bị lát. Mày láo à, xuống nước chơi mày.
Xuống chơi mày. Xuống nước chơi mày. Tơ thành phố mà đòi bắn kìa các bạn. Sao nhiều thế nhỉ? Chắc đứng lên đây mình sẽ xuống được. Đứng lên được. Đứng lên. Được rồi các bạn nha. Nhạc gì ồn quỷ. Sợ không em? Nhìn nó biết sợ rồi. Lăn liền. Lăn. Lăn không? Thích lăn không? Nãy chơi chiếc Lambo này chạy mình khó chịu các bạn ơi. Lambo này phải cho nó nổ. Rồi cháy rồi. Bốc khói rồi. Bốc khói rồi. Chuẩn bị xem pháo hoa. Đúng. Đâu nhà đâu à? Đâu cái chất cháy, chỗ cháy. Rồi. Đúng. Ôi. Ôi giời. Mẹ tung mà thấy tức rồi. Đế được. Hay nó quẹo đế được các bạn. Có láo nha. Rồi. Bùm. Úi shit. Cúng lên trời. Rồi các bạn. Đấy, xả súng ăn đêm. Đấy. AK. AK là loại mạnh nhất thì mình từng biết cái này nữa. Xe hot dog hả? Xe hot dog này hả? Bị nổ nó sao nha? Lần đầu tiên mình thấy xe hot dog trong đây luôn nha các bạn. Sao chưa nổ nè? Cái... Rồi. Rồi xéo đốt nổ. Úi. Rồi. Ôi.